Hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một cây máy phát cỏ hàng Genwatt, hàng G nha mọi người. Hàng này của Nhật nhá, Made in Japan. Đây. TAZ230EZ nha mọi người. Đó. Nói chung cái tem mạc thì nó lâu ngày thì nó hơi xấu một xíu. Đó, cái này thì nó không quan trọng cho lắm, quan trọng là cái bộ hơi, cái dàn máy bên trong thì còn rất là ok. Đó. Máy thì nói chung một tương đối cũng còn cực kỳ là đẹp. Đó. Thì thằng này cắt chủ yếu gia đình nha mọi người. Hàng Genwatt này thì mọi người cũng không phải suy nghĩ nhiều, xài cực kỳ là ngon ha. Đời này xài rất là tốt. Và bộ giật của nó có một cái trợ lực nhỏ nhé, bộ giật trợ lực nhỏ. Thì cây này có với giá là 1,5 triệu nha mọi người. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc. Đó, thì máy này nó có sử dụng một cái tay ga. Tay ga này thì cũng là nói chung là cũng rất là khó xài. Tay ga này mọi người bóp cái này vô mới gạt được ga ha. Đó, và tay ga này sử dụng một cái tay ga gạt nha mọi người. Đó. Thì mình đi cỏ nói chung lên một ga. Đó. Thích lên bao nhiêu gạt lên gạt xuống thế thôi. Còn thả ra là về hết 100% nhá. Còn công tắc ở đây nha mọi người, đẩy lên là tắt, đẩy xuống là xài bình thường. Bát đầu bò thì nó có sử dụng một cái miếng gọi là miếng long đề nha mọi người. Đây, chia rất là khít, chống cỏ nha mọi người. Máy bị sao chưa ơi? Này. Đó. Giờ em sẽ vào vấn đề nổ nha. Cái trường hợp để lâu hoặc hết xăng, mọi người để ý cái bơm xăng phụ này. Lần trước này có một cái núm bơm này, bơm đầy nó lên. Đó, bên này là cái chốt cần e, để lâu hoặc cái xăng cái gạt nó ngang như thế này là đóng e. Đó, giật nó ho một tiếng đẩy xuống là xài bình thường nha mọi người. Đó, giờ sẽ khởi động, nhớ để ý công tắc nha. Máy cực kỳ êm nhé, có trợ lực nha. Đó. Cái này người trẻ phụ nữ gì phát được hết ha. Đầm rất vừa tay, rất là êm luôn. Đây, tay ga thì lên ga như thế này, bóp ga và gạt xuống. Đó, công tắc thì đây. Đó, chế xăng còn rất là mới ha. Này, cực kỳ là đẹp. Đó. Giờ trên cần tem còn nguyên. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em nhé.